Xin chào quý khán giả. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 âm lịch. Cái chiếc tàu cái này bữa nay sẽ chạy thử để coi máy móc như thế nào, kiểm tra này nọ các kiểu, lại chân vịt rồi đường nước này nọ, máy móc cho nó ngon lành đàng hoàng. Bây giờ chúng ta gan sao coi nữa. Hiện giờ nước lớn. Bây giờ gan sao hầm máy coi nữa nha. Ở bên tàu đực thì đang dọn mấy phần bèn thủy lực lại. Rồi ra sao nữa. Bữa nay hai chiếc đua nhau. Phải không anh hai? Bữa nay hai chiếc cân lại hộp số ha, với chân vịt này nọ ha. Gán nha. Tàu đực hiện giờ chạy ra đây trước rồi. Dáng đẹp quá. Mẫu đời mới mà. Ốp inox. Kiên Giang 95266TS. Giờ mình sẽ lên tàu đực đứng để quay dán chiếc cái. Quý vị hãy chờ xem màn chạy thử của cặp tàu Huyền Hậu. Bây giờ anh Phố quăng dây qua, kéo chiếc cái ra ngay quý vị. Kéo chiếc cái qua. Chờ một xíu nha. Chồng vô, chồng vô. Xả dài ra nha, ok. Ngày hôm nay mong chờ nhất của tất cả mọi người. Mình gắng cố gắng quay thật tốt cho quý vị xem. Từ siêu đang ở bên chiếc đực nha. Giờ kéo lái chiếc cái ra. Tại nó hơi khó gà chút xíu á. Tại ghe nó đông á. Rồi ok, kéo ra. Gịch nó ra. Đỡ ra
mở dây. Ok. Xin nhắc lại, tàu cá hiện tại là chạy máy Mitsubishi S6R2L. Hộp số là 14 tua. Chân vịt của nó là 3m3. Nhôm 4 cánh. Đang chứa đá khẩm nha. Quá đẹp quý vị ơi. Quá đẹp. Xíu nha, quý vị thông cảm nha. Đấy. Wow. Đẹp quá, đẹp.
cảnh này quá đẹp, quá lý tưởng. Rồi quay về, quay về. Tiên mình đứng bên chiếc đực mình quay, cảm giác thật là khó tả lắm, khó tả. Những người đam mê á, thấy cận cảnh mới thấy được nhiều cái giá trị của nó.
quay lại nữa. Siêu chân thành cảm ơn chú Chính cùng toàn thể anh em ở đây đã giúp Từ Siêu quay được những đoạn clip này. Cảm ơn chú Chính và anh em rất là nhiều. Quá đã. Chạy thử gì đó lâu lâu mới đã. Quá đẹp. Đam mê thể loại tàu cá lắm, cho nên là mấy cảnh này là phải nói là tim rụng rời, đập loạn xạ, quay cảm giác nó đã con mắt lắm. Lên
biết quý vị có thích cảnh này hay không, chứ từ siêu là rất là thích. Tại vì mỗi lần chạy thử như vậy đó là cảm thấy là mình thấy được cái dáng ghe, rồi cách tài công chạy như thế nào, cặp ghe gời cảng đã lắm. Quý vị nhớ đăng ký kênh nha. Từ siêu khi mà đăng clip á, quý vị sẽ thấy bấm thêm cái chuông nữa là hiện thông báo liền. Mình đam mê nghề biển. Nhìn cách chủ người ta xài đồ á, đủ thứ chứ. Giờ xong rồi đó. Chiếc đực sẽ cập vô trước, chiếc cái nằm ngoài. Mitsubishi S6R 2L 1050 mã lực, kẹp hộp số là 14 tua, chân vịt 3m3, 4 cánh, nhôm. Lên lô gịch nó vô nha, hơi cạn tại là ký nó sâu quá, giờ nước nó đang ròng nữa. Vậy là hôm nay thành công nha quý vị. Thành công như mong đợi. Sao vậy, được chưa? Ok thôi. Ok phải không? Dạ. Vậy là im ha. Quay. Chúc sức khỏe nha. Dạ. Mới mốt đập hùng nữa kêu anh. Dạ, okay. Sao? Nay có 500 hay là 1 triệu? 500 à. 500 à. 500 à. Đi theo bữa. Đi theo bữa hả? Ờ. Nói gì rồi? Chốt làm chốt. Cái cảnh này phải nói là quá chiêu. Quá chiêu quý vị ơi, đẹp. Ai đam mê nghề giã cào, nhất là giã cào của Kiên Giang thì chỉ có lết mà thôi chứ. Đẹp, ốp inox là dữ dằn luôn. Nói chung là cặp tàu này 20 mấy tỷ đó, nói cho những người không biết nghe nha. Sáu năm trước là 20 mấy tỷ đó quý vị.
bây giờ là không biết nhiêu nữa. Quá trời, mình làm mấy đời luôn á, mấy đời người luôn, lơ mơ không được nữa. Ghe này là chuyên lết thôi nha quý vị, không có bay, chỉ lết thôi. Lết miệng cào 65m, 55m. Thành công rồi đó quý vị ơi. Em không anh em? Em á? Ok. Tốp lạnh rồi đó. Chuẩn bị. Được chưa? Được chưa?